các bác. Hôm nay thì quay trực tiếp tại nhà cho các bác xem cái con họ Mi. Đây, sách nhẹ nhàng ở trên tay thì ok, độ thuần khá là cao rồi. Đấy. Đặc điểm nhận dạng là dân họ nuôi thì cái lông lưng của nó một vài cái lông bạc bạc, bạc phấn phấn trắng trắng này. Đấy, đây đặc điểm nhận dạng của chim nhé. Mặt mỏ đẹp. Đấy, sách nếu mà sách lồng nhẹ nhàng là ok như này này. Đấy. Bây giờ mình sẽ đặt nó xuống và mình quay chi tiết hơn để cho các bạn xem.